Xin chào các tiến đồ của PUBG. Hôm nay mình vừa mới order được vỏ K98K nhé, dòng phiên bản mới 2019. Mình vừa order được về từ bên shop bán đạn thạch, đạn hạt nở nhé. Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ bên shop đó nhé. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Đây, bên trong của nó thì gồm có một súng này. Đây để thiết kế giống như gỗ thật luôn này, màu gỗ như gỗ thật luôn. Đấy, tiếp theo là bên phần vỏ này. Đấy, các bạn xem này, như thật luôn. Cái này có đạn rơi nhé. Giờ mình sẽ bỏ chiếc hộp này ra. Đây, đây là chiếc hộp phụ kiện kèm theo. Bây giờ mình sẽ mở ra. Bên trong phụ kiện của nó thì một chiếc ống ngắm, và một con dao giả cắt nguyên tay, dao nhựa, một chiếc kính này. Đây là vỏ đạn rơi 3, 6, 9, 10, 10 thì 10 chiếc vỏ đạn rơi nhé. Các bạn sẽ đút đạn vào sau đít này này. Tiếp theo là chân này, đạn nhựa này, dây này, đạn thạch này. Hộp này, hộp đút đạn này. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một hộp nhỏ và một hộp lớn. Đây, về lắp ráp thì các bạn sẽ xem mình lắp nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp ráp vào đây này. Đấy, chúng ta sẽ lắp vào đây này. Sau đó là chúng ta dùng một con ốc vít để kèm theo. Đây là chiếc phụ kiện ốc vít kèm theo này. Đây chúng ta sẽ, con này là con lục giác, để cho xoáy vào nhá. Thì đây nó sẽ có một con ốc, các bạn xoáy vào. Tất cả phụ kiện này đều được tặng theo hết nhá. Vị trí của một con ốc này, một con ốc ở trên này nữa. Tiếp một con ốc nữa. Đây, phía trên nhé. Đây, sau khi chúng ta lắp xong này, đây vị trí lên đạn này. Bắn này. Đó. Đạn thì các bạn đã lắp thế này. Đây chúng ta nhét vào đây thì nó trôi dần xuống. Nhét thử hai vỏ đạn xem nó rơi đạn thế nào nhé. Kéo hết nặng.
là phương thức đạn rơi. Đây, bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ bên mình nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ được tặng băng đạn dài này. Đây, phía dưới chúng ta sẽ có cần gạt để chúng ta rút băng đạn ra. Thêm băng đạn này vào để được nhiều hơn nhé. Bạn nào muốn mua có thể liên hệ bên mình. Chúc. Để đạn rơi này. Còn đây là vị trí ống ngắm này, mình sẽ lắp ống ngắm lên cho các bạn xem. Đây là vị trí của dao. Chúng ta lắp ở phía trên này, dao này. Đây là vị trí của chân. Xong, thế là sợ xong. Bây giờ bạn nào mình mua có thể mình như thật luôn nha, giống như thật luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ thử lắp vào đây. Không thì các bạn có thể sử dụng hộp này để lắp nhé. Cho đạn vào đây, sau đó là cắm nó vào đây. Đó, giờ mình sẽ thử. Cái hộp này khá nhỏ, nó chỉ chắc cũng chỉ được tầm 3-4 viên đạn thôi. Đây mình có 4 viên, 5 viên mình sẽ cho vào đây. Rất tự nhiều. Sau đó mình cho vào đây. Ok, bây giờ mình sẽ thử đi mình bắn cho các bạn xem nhé.